Quá bất ngờ một thiếu nữ xinh đẹp khi xem được thầy Minh Tuệ trên TV đã tự cạo đầu và đắp y và muốn đi theo thầy Minh Tuệ học 13 hạnh Đầu Đà. Và cả nhà mình theo dõi xem là vị thiếu nữ này là ai nha cả nhà. Với cái sự mà sắp xếp như thế này á thì mình cảm mình cảm thấy quý Phật tử ở đây khá là lịch sự khi mà sắp xếp như thế này đó cả nhà. Đây có một sư cô. Nay khỏe chứ sư cô? Dạ con mới ra hôm qua thôi. À, mới ra hôm qua hả? Thấy sư cô ôm một cái y. Con mới nhặt được một kia. À, cái sư cô này là mình cái y tấm y này là mình nhặt được hả sư cô? Dạ đúng rồi, lúc nãy con mới nhặt được một kia. Là giờ cô sư cô định sử dụng cái tấm y này như thế nào? Con sẽ nhặt sạch xong rồi con sẽ dần dần con thay những con phát lên bộ y này. À, là mình cũng muốn khoác lên cái bộ y này. Hiện tại bây giờ là sư cô đang tu tập ở chùa nào, hay là ở cốc, hay là tại gia? Dạ con tại gia mà con không có xuất gia ở chùa nào hết. À, là Dạ xin với cô với chú ông hai nghỉ cho con. Dạ. Con chỉ học mà tập học theo thầy thôi ạ. Ồ là mình mới đây hay là lâu rồi hả sư cô ha? Dạ con nghe nổi chị. Dạ con cũng không biết nữa, con không biết là sức của con tới đâu nhưng mà con sẽ cố gắng dạ, học theo Không, con đang hỏi sư cô là một sư cô mới xuống tóc ở đây, hay là từ khi mà biết thầy Minh Tạng là mình mới xuống tóc, hay là xuống Dạ tóc con trước? mới xuống tóc hôm qua. Mới xuống tóc ngày hôm qua luôn. Dạ xin với cô với thầy hoan nghỉ Vậy là mình đã có pháp danh cho cô, hay là cùng tự mình đặt pháp danh? Sao ạ? Con lấy pháp danh là vô thường. À, là tự mình đặt pháp danh ha, chứ không có sư phụ nào đặt cho mình ha. Tại tóc con cũng tự cắt rồi xong con nhờ cô kia cạo cho con. Là mình tu theo 13 hạnh Đầu Đà của thầy Minh của Phật Thích Ca, hay là mình xuống tóc rồi mình tu tại gia luôn, hay là mình đi theo thầy? Dạ hiện tại bây giờ con chỉ theo học thôi ạ. Đi theo thầy luôn hả, hay là Dạ sao? con cứ đi phía sau con học mà học theo bước chân của thầy thôi. À, là đi giống như bao Phật tử khác, Dạ dạ đúng là rồi. mình đi phía sau. Dạ. Nếu như mà mình đi phía sau mà mình là nữ mà mình khoác lên một cái tấm y như thế này á, thì mình nghĩ như thế nào? Vì mình là nữ nhi. Nếu như mà mình mặc cái bộ quần áo bình thường như Phật tử á, thì đó là một cái khác. Còn khi mà mình đã đắp lên mình cái bộ y giống như các thầy á, thì đó là lại một cái khác, cái cách nhìn khác Dạ nữa. con muốn buông bỏ hết tất cả những cái khổ ải tham sân si cho nên là con mới muốn khoác lên cái bộ y này để trước hết là con muốn xả bỏ những cái hình tướng bên ngoài chấp giá áo chấp giá cũng được miễn là nó kín đáo con chỉ mong là
buông bỏ được hết cái tham sân si con đang tập thôi ạ. Mong các sư, mong các cô các chú hoan nghỉ cho con. Sư cô bây giờ sự như là mình đi, bây giờ mình đi theo sư Minh Tại là mình mặc cái bộ y giá này, mới mốt mình không đi theo nữa mình có mặc bộ y giá này không, hay là chỉ mặc khi mà đi với sư Minh Tại thôi? Và chuyện tương lai, và xin phép cho con được giữ lại để cho tương lai tính. Còn hiện tại bây giờ con chỉ muốn phát lên, con muốn tu tập bình thường thôi ạ. Sư cô cho em hỏi với, khi nào hôm nay sư cô là ở đến đây ạ? Dạ con ở Sài Gòn. Sài Gòn, ủa sao Sài Gòn sư lại phải ra đến tận đây để gặp thầy đúng vậy ạ? Ý, tại sao sư cô không chọn tu tập ở trong một ngôi chùa hay là nơi nào đó mà lại chọn ra đây để gặp đi cùng thầy như vậy ạ? Dạ con nghĩ đức hạnh của con chưa có đủ để quy đi ở trong các chùa, cho nên là con sợ con không có đủ sức đó, thành ra là con muốn tu tập như thế này. Nhưng mà học theo cái hạnh của thầy để con sửa đổi bản thân, bỏ bớt tham sân si vậy thôi ạ. Nhưng mà sư em hỏi là sư là ni á, nhưng mà hiện tại thì thầy Minh Tuệ là dạ xin phép con không phải là sư cô, mà là con là tự quy y, tự quy ở nhà xong rồi tự con xuống tóc. Là cô ấy là mới xuống tóc ngày hôm qua. Nhưng mà vẫn là ví dụ như là thầy vẫn bảo là giữ giới thì bây giờ đi cùng lại có giữ giới đó, khác giới á, thì dạ con xin được phép đi phía sau. Dạ con cũng xin phép đi phía sau với như dù cũng giống như bao nhiêu Phật tử như bà con ở đây. Chứ con cũng không dám là làm gì đó hoặc là để ảnh hưởng đến sư hoặc là những người khác đâu. Nhưng mà chị có nghĩ là chị em gọi là chị đi, bởi vì bây giờ chị mới xuống cấp, em gọi là sư không phải. Là chị cho em hỏi là chị đi cùng với thầy Minh Tuệ, chị liệu nghĩ rằng là với mình là phụ nữ như vậy mình có sức khỏe để đi cùng với thầy, đồng hành với thầy không? Con cũng không biết sức khỏe con tới đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ con chỉ biết cố gắng hết sức để học thôi ạ. Dạ, nhưng mà em vẫn muốn hỏi lại một câu nữa là chị tặng ở trong Sài Gòn rất nhiều nơi để mình tu tập mình theo, tại sao mình lại phải chọn một cái nơi xa như vậy để mình chạy ra để mình đi cùng với thầy Minh Tuệ? Dạ cảm ơn. Vì là 13 hành đầu đà thì rất là khắc nghiệt. Đấy, rất là khắc nghiệt. Ở không quá 3 ngày một chỗ, di chuyển liên tục dưới mọi thời tiết. Thì liệu mình là nữ nhi thì mình có khả năng đủ sức khỏe để mà đi không à cô ha? Dạ con sẽ cố gắng. Con sẽ cố gắng bằng hết sức mình có thể và theo cái sức của mình. Còn nếu như mà đi không kịp mọi người thì con đi từ từ. Dạ con đi đến đâu con nghĩ đến đó. Là năm nay sư như vậy. Dạ con 40 tuổi. Dạ sư có gia đình rồi, con cái rồi chồng con chưa? Dạ trước đó thì có, nhưng mà dạ con xin phép là cái chuyện về quá khứ con, khi mà con đã xuống tóc là con muốn buông bỏ hết mọi thứ, con không có muốn đeo theo bên mình cái quá khứ để cho mình cảm thấy nặng nề. Không phải đâu chị, bởi vì nếu như mà chị bảo là buông bỏ thì em nghĩ chưa buông bỏ được. Chị mới xuống tóc sao chị buông bỏ được? Đúng không? Chị đang học thôi. Vâng, đang học thôi. Với lại em muốn nói như thế này này, bây giờ thứ nhất là chị đang đi cùng với thầy Minh Tuệ thì em cũng phải biết là thứ nhất là chị như thế nào, quá khứ thì cũng như là mình không có cần nó quá nhiều. Nhưng bây giờ chị có con cái thì có phải lo cho gia đình không? Ý là gia đình mình có cho phép không? Chị cũng phải suy nghĩ về cái vấn đề đó. Dạ con xin thưa với các cô các chú là khi con ra đây là gia đình con đưa con ra. Dạ, có anh em, có gì, có điều cha con thì không có đi được, cha con cũng muốn đi mà cha con đi được, mẹ con thì mất rồi, cho nên là dạ đúng rồi, gia đình con hôm qua là ngủ ở ngoài. Hôm qua em muốn gặp gì và anh trai. Vậy là một người đã rời khỏi đây chưa? Dạ con cũng muốn biết nữa, là tại vì lúc nãy con khi mà con đi vô đây thì là thân quyến của con vẫn còn ngoài kia. Vậy là bộ trước y này thì chị đã chuẩn bị từ lúc nào ạ? Bộ y này chị đang cầm trên tay là chị chuẩn bị từ lúc nào ạ? Con lụm à. Có lúc sao lại không được khâu thành miếng từng miếng như vậy? Tại vì con thấy ở ngoài đường con nhặt thôi ạ. À là mới nhặt được cái bộ y này? Dạ nó còn dơ nè. Nhưng mà ngoài đường là ở đâu ạ? Tối hôm qua ở trên cái đường con đi vô từ là có một cái xương nào bỏ lại. Cái này ra thôi, cô không phải dở ra đâu. May sẵn rồi là vô tình sư lại ý là chị mới nhặt được sáng nay hay sao ạ? Dạ đúng rồi. Vậy là khi mình đi vậy á thì mình đã chuẩn bị cái sức khỏe chưa? Ở nhà con
đã tập luyện được ví dụ như là ăn một bữa hay là tập thể dục hay là như thế nào không? Con cũng đi phơi nắng một chút chút. Tập được bao lâu rồi? Dạ, phơi nắng thì nó khác, còn đây là đi con cũng đi, con cũng đi bộ, xong rồi con cũng tập ăn chay, rồi con cũng tập ăn một bữa. Nghe nói là mình mới tập ăn hai bữa một ngày rồi không? Chắc nghĩa là trước đó, trước đó con tập từ bình thường con ăn ba bữa, xong rồi con xuống con hai bữa, rồi xong rồi con xuống một bữa. Nhưng mà ở ngoài này thì bên các chị một điều là mình với thời tiết và cái sức khỏe là phụ nữ thì không nhất thiết phải như vậy, bởi vì nghe nói rằng là chị chỉ là học theo và bước đầu là giống như là trải nghiệm cái hạnh của thầy đúng không, hay là chị muốn dạ con chỉ con chỉ học và con trải nghiệm và con học đến đâu thì đến dạy cho bản thân con thôi chứ con cũng không à bây giờ là mới học trải nghiệm thôi, con chỉ muốn học và con chỉ muốn hành theo. Vậy thì em nghĩ là chị đẹp thôi à. Con cũng chỉ mong điều tốt đẹp thôi à. Mong các cô các chú ai nghĩ cho con. Vậy là chị cho em hỏi là chị sẽ đi cùng với thầy là chị sẽ mang dép hay là chị đi chân không? Dạ chắc hiện tại bây giờ con đi dép một hai bữa, giờ dần dần rồi con tập con bỏ dần. Dạ. Vâng. Chị em cho em hỏi là thứ nhất là chị là phụ nữ mà thầy thì đang đi con đường tu tập để giữ giới, thì chị có nghĩ rằng là chị đi cùng thầy như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu tập của thầy không? Dạ con xin phép là con không có làm điều gì ảnh hưởng đến thầy cả, tại vì là con đi phía sau giống như bao nhiêu Phật tử khác thôi, con cũng không có dám đến gần thầy hoặc là những sư khác, những vị sư khác, cho nên là mong các cô chú an nghỉ cho con. Trước giờ thì chị đã từng tu, từng học, từng ở ngôi chùa nào chưa? Chị cứ trả lời thật lòng. Dạ con chỉ tu tại gia thôi. Vâng. Tu tại gia là như nào, ý là chị ơi? Giống như là Phật tử, bao nhiêu Phật tử khác thôi ạ. Nhưng mà em nghe chị nói thì không phải chị tu tại gia, mà chị chỉ có ở nhà rồi không thôi chứ không phải tu tại gia. Chị có thể chị nói cho em biết là tu tại gia là như nào ạ? Dạ con xin phép được. Dạ. Giữ im lặng ạ. Chị có thể nói cho em biết là tu tại gia là như nào ạ? Dạ con xin phép giữ im lặng. Chị không muốn trả lời đúng không? Nhưng em biết dạ, là chị... Dạ không phải là không muốn nhưng rồi. Mà... là... Chị cứ nói đi. Chị cho em biết là chị tu tại gia là như nào? Con chỉ biết là làm những cái việc lành thôi, không làm ác và giữ năm giới thôi ạ. Vâng, đấy là tu tại gia. Vậy thì em hiểu là thứ nhất là bây giờ chị có thể là chị mới biết thầy Minh Tuệ gần đây, rồi là chị chọn đi theo này là không phải là chị đã từng tu học hay là chị đã từng biết về Phật pháp đúng không, mà hôm nay là chị mới xuống tóc là cách đây cũng vài ngày. Dạ mới hôm qua thôi. Rồi mới hôm qua mới xuống tóc rồi chị chọn đi theo đấy, chứ chị cũng chưa, có nghĩa là mình cũng chưa từng biết gì về cái điều này, thì chị cho em hỏi là chị có cái điều gì đó mà thôi thúc chị mà chị phải đi theo thầy Minh Tuệ ạ? Tại vì con thấy là con 40 tuổi rồi nhưng mà đến giờ phút này thì con mới đi nói lớn lớn giùm anh đi, nói lớn lớn giùm anh đi một gì sư mà con kính trọng làm được những điều mà khó có ai có thể làm được, và bản thân con cũng muốn học hỏi theo để sửa đổi bản thân, để bỏ bớt cái tham sân si, để không có khổ nữa. Nhưng mà nếu như mà chị nói như vậy thì em cảm thấy nó hơi sai sai, bởi vì không thể nào mình ngưỡng mộ, mình thấy thầy đang làm cái điều mà thầy đang không làm được mà mình lại từ trong đấy mình đi theo thầy, thì em nghĩ rằng đó chưa đủ phải là cái lý do chính mà chị ra đây đâu. Con xin phép. Nói chung là mọi người cũng rất hoan nghênh những người mà học theo cái hạnh của Phật Thích Ca, học theo cái hạnh của thầy Minh Tuệ. Nhưng mà trước khi mình đi á thì mình cũng phải chuẩn bị cái sức khỏe trước, đó là cái đầu tiên. Vì nó cũng đã xảy ra những cái chuyện mà ngoài ý muốn đối với những người mà học theo 13 hạnh đầu đà của Phật Thích Ca. Đó là cái mà coi như Thành Trung muốn nói với cô là như vậy. Còn ví dụ như là mình đi mình cái sức khỏe mình chịu không nổi á thì mình cũng đừng cố, mình có thể là nghỉ ngơi, vì là học á là mình học lâu dài ha. Rồi chúc cô sẽ đi dùng buổi đi ha, để có sức đi cùng với thầy. Chúc lưu sức khỏe.